Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tiệt trùng cốc nguyệt sam trước kỳ và sau kỳ mọi người nhé. Trước kỳ mọi người cũng làm như này và sau kỳ mọi người cũng làm như này. Đầu tiên là mọi người đổ nước nhé, đến cái vạch mắc này, đấy, vạch mắc này. Đây, sau đó mọi người cho cái đầu nhập cho viên, sau đó mọi người cho viên tiệt trùng nhé, tiệt trùng cốc này. À, sẽ lấy một viên này. Đây, lấy một viên này cho vào cốc. Đấy nha mọi người. Cho vào cốc này. Đấy, cho đợi nó tan ra nhé. Rồi, nó tan hết rồi mọi người cho cốc vào này. Đây là cái cốc nguyệt sam cho mọi người nhá. Làm bằng silicon này. Cái silicon này nhập khẩu tại Pháp và nó được làm để sử dụng để làm van tim nhân tạo mọi người ạ. Đây là nó rất cực kỳ an toàn ở trong cơ thể nhá. Đây, bắt đầu sau, tan xong viên thuốc này mình cho cốc tiệt vào, cốc vào này. Đó người nhá, cho vào này. Cho mọi người đóng cái nắp này vào. Đây là cốc tiệt trùng mọi người nhá. Có tên là cốc tiệt trùng, cốc này có giá trị 200.000. Nhưng mà khi mọi người mua cốc nguyệt sam mọi người sẽ được tặng kèm một cái cốc này. Mọi người sẽ để như này trong tầm 15 phút là mọi người sử dụng được nhá. 15 phút. Ok. Tạm biệt mọi người nhá. Bye bye.